Ui, từ anh này nè, cái đó tay của anh. Ngon không ơi? Sao kem này lạ nhỉ? Đây này, đây này. Đây đây, đang có tí này. Ngon không? Không phải rồi, thằng bán kem này nó lừa mình hay sao? Hai cái kem mùi khác nhau. Thì đang ăn kem màu tím nhưng mà đây lại kem màu trắng là như nào nhỉ? Ừ. Ôi. Tôi hỏng rồi. Tìm rồi đấy. Trời ơi. Thôi. Đây đi mà xem. Thôi. Eo anh Lương anh bẩn lắm thôi. Bẩn cái gì thì không may thôi, biết đâu được. Không biết mà tin được. Cái con chim lên trên trời ấy. Nó ấy xuống tay của em này. Ấy là sao? Là mất chim. Mất chim. Tôi tưởng cái kem thằng đơ đấy là tôi muốn luôn. Thế bạn lại nheo trời, tôi nhiều khi tôi đang cay mấy con chim đấy. Chúng mày đi theo tao. Đi bắt chim. Sao bắt chim làm gì? Cay chúng nó chứ sao? Đi luôn đi trời.